Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 12 tháng 8, Hà Nội có một cơn mưa rất mát, rất yêu luôn. Giờ này chỉ muốn thèm đi uống bia. Đấy, hàng về rất nhiều các bạn nhé. Thực sự ra thì là thời điểm này là hàng rất hiếm. Bây giờ mỗi ngày chỉ có được hơn 100 cây thôi. Cho nên là rất hiếm, một phần là do vận chuyển, hai nữa là lần này hàng bên mình tuyển kỹ lắm, chắc lắm, chọn. Đấy, anh em nhìn thấy đây mình lên răn đùm nhá. Đây là iPad 3. Đây là iPad 3 anh em nhé, toàn kem luôn. Đấy. Giá hơn 1 triệu. Đấy. Đây là iPad 3. Đấy. Bây giờ mình sẽ bốc iPad 4. iPad 4 phiên bản 32GB các bạn nhé. iPad 4 phiên bản 32GB. Cũng keng luôn. Đấy. 3416 ạ. Keng luôn các bạn nhé. Rất nhiều là keng luôn. Hàng này thì anh em có thể bỏ hộp bán mới được nhá, bán siêu được nhá. Đó, anh em mình kem luôn, Zino kem luôn, cực hiếm nhá. Con nào cũng như con nào, Ngọc Trinh con nào cũng như Ngọc Trinh. Đấy, kem móc ít luôn. Đấy các bạn nhé, đấy mình không bao giờ chọn máy để lên hình cho anh em xem. Đấy, mà thực tế luôn đấy. Đây á, thực tế luôn này, đấy các bạn nhìn thấy đấy. Kem luôn, không có nhiều, keng luôn. Lô này mình lấy được khoảng 500 cây đấy, mỗi ngày về được, hôm nọ về được 200 cây bán hết rồi, hôm nay về thêm được 100 nữa thì còn 300 nữa. Đấy, toàn keng thế này thôi các bạn ạ. Đấy, tiền nào của ý thôi, hàng chất, bố của chất. Đấy anh em nhìn đấy. Đấy, chỉ với góc cạnh anh em xem cái hàng này thì chấm hết nước chấm luôn, khẳng định anh em họ hàng là hết nước chấm luôn nha. Đó. Hết nước chấm luôn, con nào như con nào, tệ thế. Bây giờ thực ra là muốn mua hàng xấu để bán khó, tại vì bọn nó mua hết rồi, mình bây giờ chỉ còn mỗi hàng đẹp để mua. Đấy, góc cạnh chi tiết góc cạnh sổ hồ kèm kìa. Keng. Lên tiếp cho anh em xem. Hàng này không mua thì mua hàng dế. Mua hàng xấu cho nó rẻ. Bố của chất luôn. Xoài. Mày đi tìm một tao vết xước cái. Xước ở đâu? Cấn ở đâu? Hàng này mà không bảo tồn, không ôm ngay mà bảo tồn thì vứt. Ủa ôi, anh em lấy kem cứ liên hệ 0567 0518. Ủa ôi, kem này. Ủa, gần như thế này rồi. Thế những video này giá trị, cực giá trị để lại, để đời luôn. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2021. iPad vẫn còn kem. Đây mình sẽ lên một số E2 luôn, E2. Hàng đẹp móc mắt luôn. E2. E2 này thì hết hàng rồi, ít hàng hết luôn. Đấy, không có nhiều, hết rồi. Đấy, nhưng mà mình đang châm trồ và thán phục rằng là cái iPad cỏ này vẫn còn keng này nhé các bạn nhé. Đấy, iPad 2 này. À đây là iPad 3 các bạn nhé. À đây là iPad 2. Rồi. À, Zin các bạn nhé. Nó là bố của Zin luôn. Đấy, hàng sẵn số lượng nhé. Tại Hà Nội 0567 0518, mời anh em lên đơn. Đấy, bao nhiêu cũng hết. Thực sự bây giờ là rất ít hàng. Mỗi ngày chỉ được hơn 100 thôi. Mời anh em lên đơn. Bye bye. Lưu ý rằng là 0567 0518 các bạn nhé.